Từ ngày hôm nay ngày 9 tháng 1, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu chạy chương trình cung cấp các thông tin về chất lượng không khí các nơi úng ngập trên địa bàn thành phố qua cổng điện tử. Theo thông tin từ Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, từ ngày 9 tháng 1, thành phố cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên cổng giao tiếp điện tử của thành phố. Sau khi đầu tư và lắp đặt 10 trạm quan trắc về không khí, chính quyền thành phố thủ đô đã chuyển các thông số này lên trang web, qua đó giúp cho người dân tiện theo dõi các thông số này. Trong số 10 trạm, có 2 trạm quan trắc cập nhật liên tục và 8 trạm cảm biến đo một số chỉ tiêu chất lượng không khí tại các địa điểm trên địa bàn. Theo đó, số liệu được hiển thị trực quan trên bản đồ giúp cho người dân dễ dàng theo dõi, so sánh chỉ số giữa các vị trí. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp lịch sử đo chỉ số tại thời điểm gần nhất và đánh giá chất lượng không khí, đưa ra các khuyến cáo đối với người dân khi chất lượng không khí thay đổi thành phố cũng lắp đặt các sensor cảm biến đo lượng mưa và đường truyền số liệu tiên tiến nhằm cập nhật nhanh nhất có thể các thông tin về mưa lớn ngập lụt tại các điểm nóng trên thành phố qua đó xác định điểm úng ngập đây được xem là hệ thống hiện đại đang được các quốc gia lớn sử dụng với hệ thống hiển thị tình trạng tại 16 điểm thường xuyên xảy ra úng ngập trên địa bàn thành phố tần suất cập nhật thông tin là 30 phút một lần